Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hàng Hot Thái Thắng. Video này mình sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người theo dõi sản phẩm đèn pin cầm tay siêu sáng. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ đến từ thương hiệu Wosin của Đài Loan, một trong những hãng mà chuyên sản xuất những dòng thiết bị chiếu sáng đèn pin siêu sáng nha mọi người. Và mã sản phẩm ngày hôm nay là Wosin WFLH1 nha mọi người. Và sản phẩm này nó sẽ có công suất là 10W và cường độ sáng là 1000 lumen nha mọi người. Đây, cường độ sáng rất là khủng ha. Và dung lượng pin là 4600 mAh nha mọi người. Đây là cái hộp của cái sản phẩm nha mọi người. Ở đây thì mình bên cạnh thì mình sẽ có những cái thông số nha mọi người. Đây như là pin ha, 3.7V 4600 mAh ha, sử dụng bóng GSM-L22 mọi người. Ở đây thì sạc là AC 100-240V ha. Và ở đây mình sẽ có cái thời gian sạc cho mọi người. Đối với cái sạc thông thường á, sạc nguồn của mình á, thì mình sẽ có thời gian sạc là 16 giờ ha, và sạc xe hơi là cũng là 16 giờ luôn mọi người. Ở đây thì mình sẽ có cái thời gian hoạt động. Đối với chế độ sáng cao nhất thì mình sẽ có thời gian hoạt động là 3 giờ, thời gian chiếu sáng mọi người. Và chế độ thấp là 12 giờ mọi người. Phụ kiện kèm theo thì mình sẽ có những cái sạc ha, sạc thông thường, sạc xe hơi và cái túi nha mọi người. Cái dây đeo chứ không phải cái túi nha mọi người. Đây, và ở bên cạnh bên trái thì mình sẽ có những cái thông số, những cái chứng chỉ của hãng Wosin nha mọi người, chống chỉ chống cháy rồi ha. Đây mọi người. Và đây thì cũng có dung lượng ha, tương tự như bên kia nha mọi người. Đây ha, chống sốc đồ đầy đủ nha mọi người, chống nước luôn ha. Đây, water resistant. Đây, cái khoảng cách chiếu là xa nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp dòng sản phẩm này ra luôn ha. Đây, đầu tiên mình cũng đi vào phụ kiện trước nha mọi người. Đây, phụ kiện đây mình sẽ có cái catalog ha. Ở đây thì mình sẽ có cái chứng chỉ của hãng Wosin, cái hướng dẫn lắp ha mọi người, những cái thông số kỹ thuật ở trên đây, H1 rồi đó mọi người. WFL thì mình sẽ có H1, H3, H2 hoặc H4 nha mọi người. Đây. Đây ha, và đây là những cái sản phẩm khác của Wosin mọi người, dòng đèn pin cầm tay sử dụng pin 18650 ha. Đây, một pin, hai pin rồi đầy đủ hết nha mọi người, sử dụng pin đại, pin điện khối ha. Những dòng đèn pin đeo đầu rồi có hết nha mọi người. Đây, đầy đủ luôn ha. Wosin thì nó chuyên sản xuất đèn pin nha mọi người. Đây, phụ kiện tiếp theo thì mình sẽ có một cái pin nha mọi người. Pin này là pin lithium ha, pin liền khối. Đây. Và mình sẽ có dung lượng là 4600 mAh mọi người. Đây là 3.7V. Đây, chất liệu của pin này thì nhựa ABS hoàn toàn nha mọi người. Chất liệu này thì rất là bền, nó có thể chịu được những cái tác động mạnh ha. Đây. Đây ha, thông số đây. Pin lithium 3C nha mọi người. Đây. Và tiếp theo là phụ kiện, nó có nguyên cái hộp phụ kiện nha mọi người, thiết kế rất là đẹp ha. Ở trong đây thì mình sẽ có cái sạc nha mọi người, sạc xe hơi, dây đeo nha mọi người. Đây. Mở ra luôn. Đây mọi người. Sạc nguồn điện của mình ha. Đây. Mình sạc. Đối với cái đèn này thì mình sẽ sạc trực tiếp trên cái thân đèn nhưng mà không cần phải mất thời gian tháo ra sạc như dòng trước đây ha. Đây là sạc xe hơi rồi, sạc tẩu thuốc. Đây có đèn báo. Còn về cái sạc này thì nó sẽ báo cái chữ Wosin mọi người. Và không thể thiếu một cái dây đeo ha mọi người. Đây. Dây đeo. Này. Dây đeo ha. Có nhiều phụ kiện nhưng mà. Đây, mình sẽ dẹp phụ kiện vào bên. Đây, và tiếp theo là sản phẩm chính của chúng ta mọi người. Đây. Này ha. Thì ở trên cái nắp đậy pin thì mình sẽ có thương hiệu Wosin nha mọi người. Đây, thương hiệu Wosin. Đây ha. Và mã sản phẩm là WFLH1 nha mọi người. Này. Và còn về cái thiết kế của cái đèn này thì nó sử dụng chất liệu là hợp kim nhôm hoàn toàn nha mọi người. Thì đối với cái chất liệu này thì mình cầm nó rất là êm tay, mát tay mọi người, nó không có bị và nó có thể chịu được va đập mạnh nha mọi người, chịu được va đập rơi rớt luôn ha. Ngoài ra thì nó còn được đánh bóng và phủ một cái lớp là anodizing nha mọi người. Cái lớp này thì nó chống rỉ sét hoặc là chống ăn mòn ha, chống mưa, chống sốc rồi thoải mái luôn. Đây. Đây và đây là cái bóng LED GSM-L22 mọi người. Bóng LED này thì nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn nha mọi người, nên độ bền tuổi thọ rất là cao.
Đây, nó sẽ cho mình cái ánh sáng rất là mạnh mọi người, cường độ sáng là lên đến là 1000 lumen ha. Và đối với cái đây cái phần đầu đèn này thì mọi người có thấy thì cái chó đèn nó rất là to mọi người, và nó được thiết kế rất là nhẵn và sâu ha. Cái chó ở bên trong nó được phủ nhôm bóng nha mọi người, nó sẽ cho cái khoảng cách chiếu ra xa lên đến là 400-500m là thoải mái luôn nha mọi người. Đây, và cái pin đó mọi người, cái chùm tia sáng nó rất là sáng nha mọi người. Đây, mình ngoài cái mục đích chiếu sáng thì mình có thể sử dụng trong cái đèn này trong cái mục đích tự vệ nha mọi người. Đây, đó về cái thiết kế rất là chắc chắn. Đây, ngoài ra thì mình có thể sử dụng dựa vào cái ánh sáng của cái đèn này và mình so vào mắt thì sẽ gây ra choáng vào đó mọi người, phục vụ trong cái mục đích tự vệ rất là tốt ha. Đây, mình sử dụng trong cái công tác an ninh bảo vệ tuần tra canh gác nha mọi người, cứu hộ cứu nạn gì đó ha, hoặc là trang bị cho gia đình của mình đề phòng những lúc mất điện hoặc cúp điện ha. Và ở trên thân đèn thì mình sẽ có một cái cổng sạc nha mọi người. Đây, cổng sạc đây thì mình sẽ ghim vào ha. Khi mà công sạc á thì mình sẽ xoay cái cao su này nha mọi người để mình che cái cổng sạc lại ha. Đây thì chim che lại nó sẽ chống nước cho cái đèn nha mọi người, mình sẽ đi mưa rồi nó không có bị vô nước ha. Và ở trên cái phần phía dưới á, thì mình sẽ công tắc bật tắt đèn đồng thời là cái công tắc chuyển đổi chế độ mọi người. Và tiến xuống phía dưới nữa thì hãng nó sẽ tiện cho mình những cái rãnh CNC này nha mọi người. Rãnh này thì mình cầm nó không có bị trơn trượt trong quá trình mình sử dụng nha mọi người, nó được gia công CNC rất là chính xác ha. Đây, phần đầu đèn đây nó sẽ có cho mình những cái rãnh, những cái khe tản nhiệt nha mọi người, mình sử dụng trong cái thời gian dài mà cái đèn nó không có bị nóng nha mọi người. Những cái thiết kế rất là thông minh ha. Đây thì bây giờ thì mình sẽ cho pin vào nha mọi người. Đây, cho pin vào, chất liệu hợp kim nhôm cầm rất là nhẹ nha mọi người. Đây, để cho pin vào thì mình sẽ vặn cái phần đuôi đèn này ra nha mọi người. Đây, những cái ren, những cái đuôi này thì nó luôn có những cái răng cao su chống nước nha mọi người. Đây, và khi cho pin vào thì mọi người lưu ý mình sẽ đặt cái đèn nó nằm ngang nha mọi người, và mình sẽ cho pin vào từ từ ha. Mình tránh cái trường hợp mà dựng thẳng cái đèn lên và mình cho pin vào ha. Bởi vì khi cho pin ở cái tư thế thẳng đứng đó thì pin nó sẽ vọng vào những cái mạch, nó sẽ ảnh hưởng giảm tuổi thọ của những cái mạch, những cái men bên trong nha mọi người. Đây. Đây ha. Sau khi vặn vào thì mình sẽ bật cái đèn lên. Đây, công tắc này mọi người, bật tắt đây ha. Đây mọi người, nó sẽ có những cái chế độ mọi người, chế độ sáng mạnh nhất ha, chế độ sáng vừa, chế độ nhấp nháy nha mọi người. Đây, 3 chế độ. Đây ha. Mình sẽ thử tắt đèn cái phòng nha mọi người. Đây, rất là sáng nha mọi người. Mình khi mà mình test cái đèn này ban đêm thì nó còn sáng hơn ha. Ở đây thì cái phòng mình làm clip nó còn hơi sáng nha mọi người. Đây, đây rất là sáng. Đây, chế độ nhấp nháy nha mọi người. Mình bật cái chế độ này một xíu mà mắt mình muốn ló luôn ha. Cái chế độ này trong mục đích tự vệ rất là tốt nha mọi người. Đây, cảnh báo rồi ha. Đây mọi người, ánh sáng nó rất là mạnh và cái chùm cái tia nó rất là gơm nha mọi người, hay còn gọi cái beam ha, cái beam. Mọi người, thiết kế rất là chắc chắn, cầm rất là vừa tay mọi người. Thì nếu như mọi người thích cái dòng sản phẩm Wuxing WFLH1 này thì mọi người cứ tham khảo sản phẩm này trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Số điện thoại hotline là 0912245244 và 0974444097. Trang web là điện tử rắn .com và bóngnhầm.net mọi người. Và trên trang web của mình thì còn có rất là nhiều những dòng sản phẩm khác đến từ các thương hiệu cao cấp như là của Lenser của Đức ha. Thằng Maclay của Mỹ, Busnell của Mỹ, hoặc là Conus của Italia, hoặc là những dòng sản phẩm bình dân hơn như là của hàng Wuxing này mọi người, hoặc là Sapphire, Ultrafire gì đó. Đây, nói chung thì có rất nhiều dòng sản phẩm đến từ các thương hiệu khác nhau mọi người. Thì nếu như mục đích nhu cầu của mọi người thế nào á, về giá tiền hoặc là cái khả năng chiếu sáng của từng loại đèn như thế nào thì mọi người cứ tham khảo hoặc là mọi người cứ gọi trực tiếp đến hai số hotline trên đây thì mình sẽ tư vấn và báo giá đầy đủ cho mọi người. Đây,
Và ngoài ra thì bên mình còn cung cấp thêm dòng thiết bị khác như là máy dò vàng và kim loại dò đá quý, đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ, hay những dòng chống cháy nổ, thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính thiên văn, kính hiển vi, thiết bị kỹ thuật số, đồ công nghệ như là khung ảnh số, máy gam, camera hành trình, micro không dây, gói dây, micro hội nghị, camera dưới nước, camera nội soi nghiệp và những dòng thiết bị đo lường các loại. Và mình xin kết thúc video tại đây, và mọi người nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video mình sẽ không có bỏ lỡ những cái sản phẩm hàng hot, hàng độc đáo nào của mình hết. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.